thang máy, thang bộ, một tầng là 4 phòng, sàn 75m, lòng phòng là khoảng 2m2, phòng rộng 12m, nói chung là phòng này hẹp lòng, bàn bếp tủ bếp ở đây, nhà vệ sinh thì chắc vừa để cái bồn rửa với cả chỗ rửa mặt tắm hơi chật, cái giá này thoáng trước sau. Mặt sau này cũng thoáng vĩnh cửu, từ tầng 2 để điện thoáng rồi. Phòng bên 2 từ tầng 5 trở lên là view thoáng rồi mà. Phòng bên 2 cũng 12m, chia rất đều, bình tông 15 nhưng mà phòng còn bé hơn. Phòng khá là medium, phòng gây ra, phòng để đóng chân thực ra. Ở đây ngoài trần thạch cao, đây là khoét lỗ đóng đèn thẳng vào trần. Ấy, em đang bảo con này là khoét lỗ đóng thẳng đèn vào trần thì cũng không phải trần thạch cao đúng không anh? Đúng rồi, em nhìn qua em cứ tưởng trần thạch cao. Cái đẹp đúng không anh? Đấy, đây phòng nước 4. Tương tự.